Thưa quý vị và các bạn, cảm hứng từ các làn điệu dân ca Việt Nam dường như là một suối nguồn chưa bao giờ vơi cạn với các nhạc sĩ đương đại. Không nằm ngoài số đó, những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đã trở thành cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ Đức Miêng, người con của vùng quê giàu truyền thống này. Và chương trình Khúc hát quê hương ngày hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị ca khúc Gửi về quan họ, một ca khúc đã được nhiều người yêu mến nhờ sự trong trẻo, ý tứ và một cái duyên rất riêng được lấy tứ từ những làn điệu quan họ Bắc Ninh. Còn tình nghe canh hát trao duyên, anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đang mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ dấu nụ cười thầm trong quanh nón ba tầm, mà trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ quê ta, có niềm tin mang tình em vô bên vô bờ. Người tùy chúng son sắc từng giờ, cùng em câu hò hẹn hội lên quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người, cùng em câu hò hội lim quê mình. Chọn tình nghe canh hát trao duyên, anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đang mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ dấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm, mà trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ quê ta, có niềm tin mang tình em vô bên vô bờ. Người tùy chúng son sắc từng giờ, cùng em câu hò hẹn hội lim quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người, cùng em câu hò hẹn mặt vẫn xa
anh luôn nhớ bài ca mang bao hơi ấm, là câu quan họ nhạc sĩ Đương Miêng. Ngày hôm nay khúc hát quê hương rất vui được gặp nhạc sĩ. Được biết nhạc sĩ qua những nhạc phẩm như là Lời Thương Ta Ngỏ Cùng Nhau, Gửi Về Quan Họ hay là Chiếc Nón Ba Tầm. Nhưng mà thực sự thì Gửi Về Quan Họ gây ấn tượng chúng tôi rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì tìm về quê hương Bắc Ninh cũng với mong muốn là tìm hiểu nhiều hơn về ca khúc này. Nhưng mà chúng tôi có thắc mắc khi nghe ca khúc này, đó là sinh ra ở miền quê Quan Họ. Vậy tại sao nhạc sĩ lại chọn nhà này là Gửi Về Quan Họ cho nhạc phẩm của mình ạ? Thực ra thì bài hát này cái hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng tôi muốn giới thiệu cái nét đẹp hay cái khác chính là cái văn hóa Quan Họ của các đền anh đền chị Quan Họ. Thí dụ như người ta viết về làng Quan Họ, quê tôi trên quê hương Quan Họ, vân vân, những cái bài đó rất nổi tiếng, và nếu như mình bắt chước mà mình cũng đi theo cái đường mòn đó chắc là mình thua. Chính vì vậy tôi chọn một con đường khác, tức là một con đường là không phải người Quan Họ. Cho nên là bài hát tôi viết là Gửi Về Quan Họ. Và điều đó, nhưng mà cái quan trọng là thông qua cái việc không phải người ở đây, mà không phải người vùng Quan Họ, mà mình giới thiệu rất nhiều điều về Quan Họ, đặc biệt là cái văn hóa của nó. Chúng ta biết rằng là văn hóa Quan Họ thì nó nhiều. Trong bài hát Gửi Về Quan Họ thì nó nói về một cái nét đẹp, chính là cái nụ cười của cô gái Quan Họ. Bài hát này thì là một cái dịp mà tôi đi công tác mà không được về nhà. Thế thì là bắt đầu mới ngồi nghĩ bảo thôi, kiểu này tranh thủ viết một cái bài nó là một cái kỷ niệm, được một cái Tết xa nhà. Bài hát này thì nghĩ thì lâu. Nghĩ lâu ở chỗ là đề tài thì nhiều người biết mà đã nổi tiếng lắm rồi, như nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, nhạc sĩ Nguyễn Tiến, vân vân và vân vân. Thế bây giờ mình phải tìm cái cách nào đấy để giới thiệu bài hát của mình làm sao cho nó độc đáo mà nó cũng khéo mà nó gây được ấn tượng. Thế đấy là nó lâu ở cái phần nghĩ. Thế còn đi khi viết thì nó cũng nhanh thôi, một cái cảm xúc rất là dạt dào mà nó cũng không có gì khó khăn lắm. Nhưng cái tôi tâm đắc nhất bài hát này chính là mình đã giới thiệu được một cách cũng rất kín đáo, chính là cái nét đẹp văn hóa của con họ mình. Trong những ca từ mà chúng ta nghe được từ Gửi Về Quan Họ thì rõ ràng thấy được những nét duyên thầm rất riêng của người Bắc Ninh. Vậy thì cái duyên lớn nhất, cái duyên mà rõ ràng nhất ông gửi gắm ở trong bài hát này được thể hiện qua nét duyên thầm nào ạ? Chúng ta biết dân gian thì có đến 36 kiểu cười, điệu cười. Nhưng điệu cười, cái kiểu cười của những cô gái Quan Họ được giấu trong vành nón ba tầng và trong tà áo tứ thân điệu hồi mùa xuân, thì đây là một nét nào đẹp từng người độc đáo. Chính vì thế tôi cũng thông qua đó, thông qua bài hát là để giới thiệu cái nét đẹp văn hóa của quê hương Quan Họ, đặc biệt là những cô gái, những chàng trai Quan Họ nó có những cái nét đẹp rất là kín, mà trong nhiều năm làm công tác nghiên cứu sưu tầm sáng tác của dân ca Quan Họ Bắc Ninh mà tôi đã phát hiện ra họ. Bởi vì chúng tôi thấy rằng là thế này, thực ra thì những cô gái Quan Họ cũng là cô gái rất bình thường, rất bình dị, nhưng mà người ta giống được cái duyên, mà đây là cái duyên rất đặc biệt, hay chúng ta hay nói một cái nôm na là một cái duyên rất có văn hóa. Còn tình nghe canh hát trao duyên, anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ,
anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đang mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ giấu nụ cười thầm trong quanh nón ba tầm và trong tà áo tứ thân khi hồi mùa xuân. Anh đã ngờ xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ quê ta, có niềm tin mang tình em vô bên vô bờ. Người thủy chung son sắc từng giờ, cùng em câu hò hè hồi lên quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người, cùng em câu hò hồi lim quê mình. Nhạc sĩ Đức Miêng sinh ra và lớn lên tại miền quê Kinh Bắc. Dường như đối với ông, những làn điệu quan họ đã thấm vào từng dòng nhạc và từng ca khúc. Thế nên trong từng tác phẩm, vẫn thấp thoáng âm hưởng của dân ca quan họ, từ ca từ, ý tứ, tới việc vận dụng uyển chuyển những tích trò có trong làn điệu dân ca tình tứ nhẹ nhàng này, và gửi về quan họ không nằm ngoài số đó. Ca khúc vừa có nét duyên dáng đằm thắm, lại lúng liếng đong đưa của người quan họ. Đó là tâm sự của chàng trai yêu mến đất và người miền quan họ mà chưa một lần đặt chân đến làng quan họ để chọn tình nghe canh hát giao duyên. Chưa biết dòng sông cầu ngàn đời vui sóng nước lơ thơ, cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa mạ thuyền nghe câu hát đợi chờ. Hình như những e ấp của người quan họ đã lấp lánh trong mắt người đang cầm súng nơi biên giới xa xôi, trào dâng những cảm xúc lạ kỳ khi nghe khúc hát dân ca, dù chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Ở trong những sáng tác của nhạc sĩ Đức Miêng thì hầu như tôi bài nào tôi cũng thích, nhưng bài này tôi là người tôi đam mê nhất, bởi vì là ông có một cái hồn ở trong bài hát. Đặc biệt thì sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, do vậy mà tôi nghĩ rằng không ai có thể thay thế được nhạc sĩ Đức Miêng. Bởi vì bài hát gửi về quan họ, hay là ngoài ra có những ca khúc mà chào quan họ, thì ông muốn nhắn nhủ mà gửi gắm cái tình cảm của mình cho bài hát này. Đặc biệt thì đó chính là cái tình người của Bắc Ninh mà của nhạc sĩ Đức Miêng đã gửi gắm ở trong bài hát. Quan họ giao duyên có sức quyến rũ không chỉ vì giai điệu, mà có lẽ vì lời ca thấm đẫm tính nhân văn, ý nhị ngọt ngào, thể hiện tâm trạng nhớ nhung đằm thắm da diết quyến luyến của những liền chị liền anh. Quan họ không chỉ quyến rũ người nghe vì một làn điệu dân ca làm say đắm lòng người, mà ở đó còn là một không gian văn hóa rất riêng, đẹp từ phong tục, tập quán của lối chơi, lối hát và trang phục. Và gửi về quan họ cũng mang trong mình sự ý nhị và duyên dáng vốn có của những làn điệu dân ca trữ tình này. Tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đang mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ giấu nụ cười thầm trong quanh nón ba tầm và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thay
tin mang tình em vô bên vô bờ, người thủy chung son sắc từng giờ cùng em câu hò hẹn hội lim quê mình. Anh đang ở nơi ấy mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương, anh lắng nghe câu quan họ quê ta ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hẹn mặt vẫn xa anh luôn nhớ bài ca mang bao hơi ấm là câu quan họ con họ. Người ta có thể nhận thấy những cái nét rất là riêng như là áo tứ thân, như là chiếc nón ba tầm, và đặc biệt như nhạc sĩ vừa nói đó là nụ cười duyên, nụ cười thầm rất là tinh tế và duyên dáng của người dân quan họ. Và ngoài cái nụ cười duyên, nụ cười thầm đó ra thì còn những nét duyên ngầm nào mà tác giả muốn gửi gắm? Đây là một mối tình của những người bạn quan họ. Chúng ta biết rằng là riêng dân ca quan họ và bạn quan họ là một cái thứ bạn nó khác hẳn tất cả các loại bạn trên đời. Chúng ta biết rằng là bạn văn, bạn thơ, bạn diệu, bạn đánh đáo, bạn đánh bi, bạn thiếu nhi, bạn đồng học, các loại bạn thì trong một thời gian ngắn nếu không thích mình thôi, nhưng mà đã là tình bạn quan họ thì chúng ta biết rằng là xa xưa quan họ đã quy định với nhau một cái quy ước là phải truyền đời, tức là đời nọ nối sang đời kia không hết. Đấy chính là cái cao quý mà cái tình bạn của con họ nó hơn hẳn các loại bạn văn mặt thơ của chúng ta bây giờ nó là như thế. Thế đấy, thế thì chúng ta thấy là đấy, một người là sao, một người con gái thì là con họ rồi đấy, mà cái tình bạn chỉ có thế thôi. Con họ nói là, và tôi đã khắc họa là đúng như dân ca con họ, tình trong một khắc một nghĩa dài trăm năm. Có nghĩa những cái điều đó dù là chỉ gặp nhau một lần, một khắc nghĩa là rất ngắn, nhưng mà để lại trong lòng những ấn tượng, những tình cảm hàng trăm năm. Đấy chính là anh đang ở xa lắm này, thì anh chưa đội chiếc nón này, anh chưa đến làm con họ, chứ anh còn ở rất xa. Cái tình bạn này thật là xa xôi nhưng mà nó gần nhau trong ánh mắt, gần nhau trong nụ cười. Và đặc biệt đấy chính là tôi gài được một cái ý cũng tạo ổn đấy, thế có vẻ không chứng nào cái tình bạn của con họ với chúng ta, một tình bạn là chỉ có con họ mới có, tức là đời nọ nối sang đời kia. Bây giờ dẫu đời mình đã qua đi rồi, ông bà mình qua đời rồi, con cháu mình lại nối tiếp. Đấy chính là cái gốc gác mà thế giới UNESCO chính là công nhận, cái văn hóa của nó chính là cái văn hóa con họ chính là, chứ không phải một vài cái trong làn điệu con họ thì đương nhiên đấy rồi, thế nhưng mà chính là cái văn hóa của nó. Mỗi một ca khúc ra đời thì có những cái duyên riêng, và một ca khúc có thể được chấp cánh bởi những người thể hiện ca khúc thành công. Vậy thì là cha đẻ của tác phẩm này thì theo nhạc sĩ, ca sĩ nào là một người thể hiện thành công nhất nhạc phẩm này? Chúng ta biết rằng là bài hát có duyên phận. Thực ra gửi về quan họ đã có rất nhiều ca sĩ hát rồi, à, nghệ sĩ ưu tú Lan Hương nhá, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền nhá, thế rồi các ca sĩ nam mà tôi không tiện kể đây vì nó nhiều quá. Thế thì tất nhiên là mỗi người mỗi vẻ mỗi ai, nhưng tôi thấy là riêng Cẩm Tú hát tôi ưng ý ở cái chỗ cái chất mộc mạc, ưng ý ở cái chỗ là nó thành thật như quan họ Bắc Ninh. Thế và nếu nói cách hình ảnh, chúng ta biết rằng là cây trúc làm duyên phải nhờ cơn gió thổi, không ạ, cây cau làm duyên phải nhớ là cạnh nó phải có dàn trâu, thì bài hát cũng vậy.
số phận thì rất là long đăng đôi khi cũng thế, nhưng mà gặp cái duyên mà tôi nghĩ là bài hát của tôi có thể thế chăng mà gặp được đây một cái duyên của giọng hát Cẩm Tú mà nó thành được người xa gần, bạn bè xa gần, thính giả khán giả xa gần mà khen được một lời thì cho đó đã là một điều cũng. Mỗi một bài hát thì gửi gắm nỗi lòng của người nghệ sĩ và gửi một thông điệp nào đó rất riêng của mình. Vậy thì nỗi lòng của ông qua bài hát này là gì ạ? Tôi có thể kể rằng là ở riêng một bài hát thì nó không thể mà gửi bằng hết được cái tình của mình mà trong đó được. Nó chỉ được một phần nào đó, vì cái thời lượng của bài hát nó chỉ có 3-4 phút, ngắn lắm thì mình cũng chỉ thôi cũng tạm bằng lòng thôi. Cầm lòng vậy, giàu lòng vậy để gửi một chút tình của mình vào đấy. Mong rằng là tôi hy vọng là khán giả ở gần xa mà có lời khen ngợi thì chính là một sự động viên rất lớn đối với người làm công tác nghệ thuật, nhất là người quê con họ của chúng tôi. Có thể nói là một người rất giàu có với một gia tài đồ sộ là trên dưới 100 ca khúc lấy tứ từ những giai điệu dân ca. Nhưng mà có một lần trong một bài phỏng vấn thì nhạc sĩ đã nói rằng là tôi chưa thật hài lòng với chính mình. Rõ ràng là một người có những cái thành công không có quá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp sáng tác. Vậy tại sao nhạc sĩ lại nói là tôi chưa hài lòng với mình, và đến khi nào một nhạc sĩ mới hài lòng đấy ạ? Nói thế cũng có nghĩa là tôi bắt trước ấy. Cách nói của con họ đấy. Dẫu là rực rỡ, dẫu là được tôn vinh dài dài đi chăng nữa, nhưng người con họ chỉ nhận mình bình thường thôi. Chẳng qua tôi cũng được ảnh hưởng cái văn hóa của người con họ đấy chứ, phải không? Cơm ba tầng bát đĩa cơ mà. Nhưng mà chỉ nói là nhà chúng em là vâng, đầu mâm đĩa muối, cuối mâm đĩa dư. Chẳng qua tôi được ảnh hưởng, bị ảnh hưởng hay có cách là tôi ảnh hưởng rất nhiều về cái văn hóa, đặc biệt là cách nghĩ, cách nói năng, cách nhận định, cách phát ngôn của các bậc nghệ nhân, các bậc cao nhân của các vùng quê. Nghe kể về quan họ thì người nghe rõ ràng thấy thấm đẫm chất dân ca ở trong đó. Vậy thì nhạc sĩ có thể nói rõ hơn về thủ pháp mà nhạc sĩ đã sử dụng để sáng tác nên tác phẩm này? Nếu mà nói về thủ pháp âm nhạc thì tôi ít khi sử dụng. Mình nghĩ thế nào, nghĩ thế nào. Một mặt kiểu nhà quê quê một tí, mình nghĩ thế nào. Nhưng mà mình nghĩ cho nó chín, mình mới được viết. Không được viết cho nó nhanh, cho nó xong. Ẩu chứ không được. Tính tôi thì nó thật là cũng thích tính như thế nào. Mình nghĩ nào mình biết thế, cứ mộc mạc thôi mà nó sẽ hay. Tôi cũng nghĩ rằng, nói ra rằng là nhiều bài mình cũng rất cầu kỳ, dùng các loại kỹ thuật các kiểu, dùng các cái thủ pháp âm nhạc, nhưng mà thấy cũng không hay. Tự nhiên thì nó lại hay, nó lại sống mãi. Xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho khúc hát quê hương. Thưa quý vị các bạn, làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh với sự duyên dáng, tinh tế riêng có đã là cảm hứng cho người con của miền quê này cho ra đời một ca khúc được nhiều người yêu mến. Ca từ giản dị ý tứ và lối nói ví von đượm màu sắc thôn quê dân dã cứ lắng lại trong lòng người nghe, như thể được trở về với một miền quê thân thuộc, hiền lành. Một lần nữa mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức lại ca khúc Gửi về quan họ. Đến đây chương trình Khúc hát quê hương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Anh chưa đến làng quan họ, tròn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đang mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ dâu nụ cười thầm trong quanh nón ba tầm và trong tà áo tứ thân đi hồi mùa xuân. Anh đã ngờ xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ quê ta, có niềm tin mang tình em vô bên vô bờ. Người thủy chung son sắc từng giờ cùng em câu hò hẹn.
vội lên quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hè hội lim quê mình. Chọn tình nghe canh hát trao duyên, anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ, anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đang mấy hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ dâu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca, anh thấy yêu câu quan họ quê ta, có niềm tin mang tình em vô bên vô bờ, người thủy chung son sắc từng giờ cùng em câu hò hè hội lim quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hè mặt vẫn xa anh luôn nhớ bài.